Tìm hiểu Thượng Hội đồng Giám mục. Bài 1. Tìm hiểu về Thượng Hội đồng Giám mục. Câu hỏi thứ nhất. Hỏi: Thượng Hội đồng Giám mục là gì? Thưa: Thượng Hội đồng Giám mục là một đại hội gồm các giám mục được tuyển chọn từ nhiều miền khác nhau trên thế giới, hội họp vào những thời kỳ được ấn định để giúp Đức Thánh Cha trong vai trò mục tử của Giáo hội Hoàn Vũ. Câu 2. Hỏi: Thượng Hội đồng Giám mục có vai trò gì? Thưa: Có những vai trò này. Một là nhằm cổ võ sự hiệp nhất chặt chẽ giữa các giám mục với Đức Thánh Cha. Hai là giúp ý kiến cho Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ và thăng tiến đức tin và phong hóa, duy trì và củng cố kỷ luật giáo hội. Ba là nghiên cứu các vấn đề liên quan tới hoạt động của giáo hội trong thế giới. Câu 3. Hỏi: Hình thức Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập do ai và khi nào? Thưa: Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã thiết lập ngày 15 tháng 9 năm 1965. Câu 4. Hỏi: Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập trên nền tảng nào? Thưa: Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Câu 5. Hỏi: Những đề tài bàn thảo của Thượng Hội đồng Giám mục có những đặc điểm gì? Thưa: Có những đặc điểm sau. Một là luôn mang tính phổ quát, nghĩa là liên hệ đến toàn thể giáo hội. Hai là có tính chất thời sự và cấp thiết để làm cho giáo hội thăng tiến. Ba là tính mục vụ, vì đào sâu các vấn đề dựa trên nền tảng giáo lý vững chắc và nhắm đến việc áp dụng. Câu 6. Hỏi: Có những hình thức đại hội Thượng Hội đồng Giám mục nào? Thưa: Dựa theo giáo luật điều 345 có thể phân biệt 3 loại. Một là đại hội Thượng Hội đồng thông thường, hai là đại hội Thượng Hội đồng ngoại thường, ba là đại hội Thượng Hội đồng đặc biệt. Câu 7. Hỏi: Thượng Hội đồng thông thường tổ chức thế nào? Thưa: Thượng Hội đồng thông thường tổ chức 3 năm một lần. Câu 8. Hỏi: Đã có bao nhiêu Thượng Hội đồng thông thường, ngoại thường hay đặc biệt? Thưa: Đã có 15 Thượng Hội đồng thông thường, 3 Thượng Hội đồng ngoại thường và 11 Thượng Hội đồng đặc biệt được tổ chức. Câu 9. Hỏi: Những thành quả của các Thượng Hội đồng được đúc kết thế nào? Thưa: Nội dung của các Thượng Hội đồng này thường được đúc kết lại trong các tập tài liệu và được Đức Thánh Cha ban hành sau đó dưới dạng tông huấn. Hết bài 1.